Quý vị và các bạn thân mến, đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì việc ưu tiên hàng đầu chính là sử dụng những chiếc máy giặt có khả năng diệt khuẩn và hoạt động êm ái nhất có thể. Nhiều người lo lắng rằng không biết là giặt quần áo bằng máy giặt có sạch bằng việc vò bằng tay hay không. Ngày hôm nay Mạnh Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị một giải pháp, đó chính là chiếc máy giặt lồng ngang đến từ thương hiệu LG với mã sản phẩm là FC1408S4W2. Máy giặt LG FC1408S4W2 có thiết kế cửa trước hiện đại, sáng trắng trung tính, dễ làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng cho không gian nội thất của gia đình bạn. Hơn nữa, với kiểu lồng giặt ngang, bạn sẽ không phải khom lưng quá nhiều để bỏ vào hoặc lấy quần áo ra khỏi máy, giúp bảo vệ cuộc sống của bạn. Như quý vị và các bạn quan sát thấy thì ở phía trên máy giặt có khay đựng bột giặt và nước xả, kèm theo đó là nút vặn cùng với 14 chế độ khác nhau. Bảng điều khiển được thiết kế bằng tiếng Anh và tiếng Việt, rất dễ dàng sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình. Một điều đặc biệt nữa đó chính là nút nguồn và nút khởi động tách biệt nhau để quý vị không bị nhầm lẫn. Đó mới là những điều đặc biệt ở phía bên ngoài máy giặt thôi. Còn điều đặc biệt gì bên trong thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Gioăng ở cửa lồng giặt được thiết kế rất chắc chắn. Lồng giặt được thiết kế bằng thép không gỉ, vừa dễ vệ sinh mà thời gian sử dụng lại bền bỉ. Máy có khối lượng giặt 8kg, phù hợp với những gia đình có 4-5 người hoặc các gia đình có lượng quần áo lớn. Như các bạn có thể thấy là máy giặt của chúng ta có thể chứa được rất nhiều quần áo, kể cả gối hay là chăn, màn. Máy giặt LG FC1408S4W2 sử dụng công nghệ inverter chuyển động trực tiếp, giúp cho máy không bị rung lắc hay gây ra tiếng ồn khó chịu trong quá trình vận hành. Đồng thời, công nghệ này sẽ giúp cho gia đình bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Sử dụng công nghệ 6 chuyển động giặt kết hợp cùng với động cơ dẫn động trực tiếp, điều khiển lồng giặt quay theo nhiều hướng khác nhau, giúp chăm sóc vải đúng cách và vẫn đảm bảo hiệu năng giặt sạch. Ngoài chức năng chính là giặt sạch quần áo thì chiếc máy giặt này còn được trang bị công nghệ giặt hơi nước Spa Steam, loại bỏ đến 99% bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng có trong sợi vải, bảo vệ tối ưu sức khỏe cho các thành viên trong gia đình bạn. Chu trình Olery Care sử dụng nước và nhiệt độ để tạo ra hơi nước khử trùng siêu hạn, làm sạch tác nhân dị ứng trên quần áo một cách nhẹ nhàng nhất. Đặc biệt, tính năng NFC Carbon giúp chuẩn đoán lỗi máy giặt một cách thông minh qua điện thoại. Với tính năng này, bạn có thể nhận biết được máy giặt bị hư hỏng ra sao và sẽ có hướng giải quyết ngay tại nhà mà không cần đến nhân viên bảo hành. Và các bạn thân mến, chiếc máy giặt của chúng tôi có giá vô cùng hấp dẫn, chỉ khoảng 10 triệu đồng mà thôi. Quý vị còn được tặng thêm một phần quà trị giá 2.500.000 đồng nữa. Còn chờ giờ gì nữa mà quý vị không nhanh chân đến với những hệ thống thiết bị điện máy MediaMarkt để dinh ngay chiếc máy giặt này về cho gia đình mình. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã khép lại. Đừng quên theo dõi kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Liên hệ số hotline 1900 6788 hoặc truy cập vào website thế giới điện máy.com để được tư vấn về sản phẩm và đặt hàng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.